cả hai sẽ chuẩn bị những gì cho giai đoạn cấm vật chọn? Ván đấu thứ 28 của LCK mùa hè năm 2024, à không, 26, tôi nhìn hơi xa, số 6, số 8 nó hơi bị nhầm một chút. Gen Z ở bên phía của đội 1 và DX ở bên phía của đội 2, và chúng xem cấm vật chọn thì có gì khác biệt hay không. Pistana và Senjuani, hai sự lựa chọn cấm rất là nhanh đến từ bên phía của Gen Z Sport khi họ nhắm vào Spongy cũng như là Kyoho ở bên phía của DX. Còn với DX, Rumble là lựa chọn gần như là bắt buộc ở thời điểm hiện tại ở bên phía của đội 2, khi mà nó có thể khắc chế cả hai con bài chống chịu và tanker ở cánh trên, đó là Skarner và Cassante. Zyra là lượt ban nhắm thẳng vào Kayn đến từ bên phía của DX. Tôi nghĩ rằng lúc này đánh cùng với Gen Z thì mới phải cấm Zyra thôi, chứ chẳng ai cấm Zyra ở thời điểm này cả. Và nó có cái khó như vậy khi đánh cùng với Gen Z tại thời điểm này, đó là việc các bạn phải cấm đi quá nhiều những con bài mạnh trong tay của Gen Z, và chỉ phần nào đó có thể hạn chế được thôi chứ không thể cấm hết được. Kalista là lượt cấm cuối cùng của các thành viên DX ở trong ván thi đấu đầu tiên này, và Skarner là lượt cấm tới từ bên phía của Gen Z. Họ lại tiếp tục ưu tiên Senna cho Pay khu đường dưới và để nhường sân chơi lại dành cho Chovy cùng với Cannon cũng như Kim đường trên. Không, thực ra là Gen Z họ sẽ đánh hai ván. Thường như là Gen Z sẽ đánh hai ván. Một ván là họ sẽ đánh Senna, một ván là họ sẽ đánh Zeri hoặc là Kai'Sa cho Pay để gọi nhường multi kill nào đó dành cho Emut của Gen Z Sport. Đấy là cái cách chơi đến từ Gen Z Sport. Tại vì đến thời điểm hiện tại thì họ vẫn chưa đánh cái ván 3 nào cả. Nên chúng ta không biết là ván 3 họ sẽ gọi là có những cái sự thay đổi gì về chiến thuật hay không. Nhưng mà ít nhất ở thời điểm hiện tại thì ván 1, khi mà họ bên phía đội 1 thì họ sẽ spam Senna dành cho Pay. Và câu trả lời đến từ bên phía của DX sẽ là Lyuna và Corki dành cho Kyoho khi đã bị ban đi Tristana rồi. Có thể, rất có thể đây sẽ là Espeel ngay lập tức dành cho Teddy. Nhưng bên phía của Gen Z rất nhanh với hai sự lựa chọn. Khi mà bạn ban Zyra, không còn thiên địch nữa, Kayn sẽ chơi Nidalee và Nautilus được khóa lại cho lại hẹp. Trong khi đó thì Spongy được biết tới như là một người chơi đi rừng thích đánh những mẫu rừng chống chịu nhiều hơn. Và rừng chống chịu đánh với Nidalee thì rất có thể sẽ bị out jungle nếu như các đường của bạn không có được đủ những cái lợi thế đi đường. Và Gen Z lại là một đội đi đường cực kỳ mạnh nữa. Thì quyết định đến từ bên phía của DX ở trong ván đấu này không phải là Ezreal dành cho Teddy, mà đó là Kai'Sa khu đường dưới. Họ đã hình thành đội hình hai xạ thủ cùng với một hỗ trợ rất hot trong meta, đó chính là Leona. Thì cánh trên họ có quyền lắp ráp vào đó những con bài mang thiên hướng chống chịu mạnh trong tay của Rascal cùng với Spongy. Còn phía bên này thì để xem là bên phía Gen Z họ sẽ ưu tiên cấm cái gì đây. Thằng nhờ DX pick bởi đội hình rất là yếu ở landing á, có kỳ áp lực landing. Thực ra cũng khó với cái súng máy và có thể là cầm bước chân thần tốc đến từ vị trí của Kyoho. Còn Kai'Sa của Teddy thì nó không phải là một con bài landing mạnh. Trong khi đó thì cái áp lực ở đường dưới với Senna và Nautilus nó cũng là khá lớn dành cho Pay và Lehen. Và điều này nó sẽ khiến cho cái cánh dưới của DX rất là khó chơi. Tức là rừng của họ sẽ bị áp lực liên tục bởi con Nidalee trong tay của Kayn. Và sang phase 2 thì tôi nghĩ rằng bên phía của DX, cái cánh trên của họ đang thiếu với rừng và đường trên. Họ sẽ cần phải có những con tướng đi đường mạnh hơn. Ít nhất họ đang ở bên phía của đội 2, họ sẽ có một counter pick dành cho Rascal ở phía của dòng xanh. Còn với sự lựa chọn cấm thì chúng ta đang thấy cá sấu của Rascal bị ban đi này. Chúng ta thấy được rằng là bên phía bên kia ban hai mid của Chovy, đó là Yone và Lucian. Lực cấm Lucian đến từ bên phía của DX, rõ ràng là họ cũng đã theo dõi những vòng đấu vừa qua mà bên phía của Gen Z dùng con Lucian này. Con Lucian này Chovy chia sẻ là anh ta rất là tự tin về dùng Lucian, và anh ta có thể nói là anh ta dùng Lucian tốt nhất tại LCK ở khu vực đường giữa. Thì kèo đấu Lucian Corki đã từng được diễn ra, anh ta chia sẻ là nó cũng không quá thuận lợi ở ván đấu đầu tiên gặp Rion, nhưng mà nó vẫn là một con bài mà anh ta tự tin dùng được trong việc đẩy đường để hỗ trợ cho Cannon trong việc cướp rừng với những chất tướng đi rừng AP như là Nidalee cùng với Zyra. Còn phía bên này thì những lực cấm mà bên phía Gen Z hướng tới, một là Raten khu đường trên của Rascal. Họ đang muốn cấm đi tất cả những con tướng có áp lực đầu trận tốt nhất của DX có, như là Raten cùng với Vi. Còn để xem họ sẽ hướng tới cái gì khung cánh trên. Trong khi đó thì DX đã lựa chọn luôn Talia, một con Talia đi rừng trong ván đấu này. Talia đi rừng cho Spongy và sẽ là một con bài đường trên của Rascal chọn sau. Còn với Gen Z Sport thì họ sẽ phải chốt đội hình trước. Cassante vẫn còn, có thể là lựa chọn cho Kid luôn. Và cái ván đấu này thì Chovy sẽ không có những con AD đường giữa nữa. AD đường giữa bị cấm nhiều quá, anh ta sẽ phải chơi một con tướng pháp sư. IAP đến từ bên phía của Gen Z Esports với Nidalee cộng thêm một con pháp sư nữa dành cho Chovy. Đang để là Huey. Thực ra thì Huey với Nidalee là một cái cặp đôi có khả năng chơi Aram rất là mạnh ở trong cái giai đoạn giữa game nha. Ở đây sẽ là cái đội hình có thể hướng tới những cái tình huống như vậy đến từ bên phía của Gen Z Esports. Họ sẽ cần thiếu một thống chống chịu tuyến trước hoặc là con tướng mở giao tranh, và họ sẽ có một con Kennen để follow up theo những pha mở của Lehen đến từ Kin. Kin sẽ đánh một con Kennen chọn mù ở trong ván đấu này, và để xem là cái quyết định của Rascal có phải là Sante không lại là Malphite. Nghiện. Tôi nghĩ rằng không, đây là ván đấu mà tôi nghĩ Malphite sẽ là một lựa chọn có phần hợp lý. Thứ nhất là họ cần chống chịu mở giao tranh tuyến đầu. Đúng. Thứ hai là họ cần một con tướng đi kèo với Kennen tốt, thì thực ra Malphite cũng là một lựa chọn đối đầu với Kennen rất là ổn thỏa khu đường trên, với khả năng cấu rỉa bằng những cú quy hay là
khả năng đi đường đến từ Kennen thì đây là một vị tướng kém phục hồi. Nó có thể sẽ là một phương án dành cho Rascal khu vực đường trên để xử lý kèo Malphite cùng với Kennen. Họ sẽ có một đội hình hai xạ thủ và một sát thương phép trong khu vực rừng, đó là Thalia. Nhưng phía bên kia thì đội hình bên phía của Gen.G là một đội hình có khả năng tấn công rất mạnh đầu trận với sức đi đường của Senna Nautilus hay là Huey và cả Kennen khu vực đường trên tay dài nữa. Thì cùng xem là các đường của Gen.G trong ván đấu này họ sẽ có được bao nhiêu lợi thế đi đường và sự hỗ trợ của họ dành cho Nidalee của Kennen trong việc tấn công sang phần rừng của Spongy sẽ là bao nhiêu. Chúng ta đang có một cái kèo đấu đường giữa mà Chovy sẽ gặp khó ở khoảng tầm 3 cấp độ đầu. Nhưng mà đến cái khoảng tầm cấp độ 4 thì với cái khả năng trưởng của mình và những cái pha đẩy đường đến từ Huey thì cái áp lực đường giữa của con Corki trong tay Kiho nó sẽ không nhiều nữa. Thì sau này nó sẽ là 3 đường cùng đẩy luôn. Vẽ ác thật sự. Hoa tay khéo thật sự luôn á. Vẽ ra nhìn ra phát biết cây niền luôn. Với con Zara luôn. Đó. Tôi bảo rồi mà, thì các bạn fan của LCK không chỉ là fan của Gen.G, còn các bạn fan của các đội khác nữa đều có cái khả năng gọi là minh họa nó rất là tốt với những cái biển quảng cáo, những cái tình huống vẽ của mình. Thì để xem là ván đấu này, như đã đề cập vừa, chúng ta vừa nói đến kèo đấu đường giữa, thì hai đường còn lại của Gen.G Esports nó đều là đường đẩy, sẽ khiến cho con Nidalee của cây niền rất là dễ chơi ở trong cái ván đấu này. Và để xem là cây niền có tận dụng được chất tướng tốt hơn ở các đường đến từ Gen.G để làm khổ Spongy ở trong ngày thi đấu hôm nay hay không. Rồi, chúng ta cùng đến ngay với ván đấu đầu tiên giữa Gen.G và DX, khi đang có một pha đứng rình đến từ 3 người của Gen.G Esports. Và trong cái bụi này thì đang có một hòn đá cô đơn Rascal đứng ở đó, và ngọn giáo đến từ cây niền nó không thành công. Có thông tin đến từ vị trí của Rascal và Gen.G như họ cũng binh vào cái bụi đó thì phải. Và tạm thời thì chúng ta chưa có quá nhiều những pha sập lăng đến từ bên phía của Gen.G. Sẽ là khởi đầu cánh trên đến từ cây niền với con búa xanh. Trong khi đó thì cặp đôi Senna và Nautilus của Pay di chuyển xuống cánh dưới với tình huống bấm bay về nhà. Tôi đang thấy có một con Kennen sẵn sàng tấn công của Kin, tức là đây là một Kennen AD đẩy lẻ chứ không phải là một Kennen AP để mở giao tranh đến từ bên phía của Gen.G. Một lựa chọn có thể gọi là tình huống đến từ bên phía của Gen.G. Họ thấy bên phía bên kia là một con Malphite triệu hồi Eri có khả năng cấu rỉa mạnh ở khâu đi đường. Và để xem là cái mức độ hiệu quả của việc lựa chọn một con Kennen AD khu đường trên của Kin nó sẽ là như thế nào. Tình huống trao đổi ở cấp độ 1 thì Kyohu là người lỗ máu trông thấy rồi. Một pha bật súng máy nó có phần hơi với đến từ Kyohu, và anh ta là người mất máu nhiều hơn sau một pha di chuyển cắm mắt bãi chim. Đúng, anh ta hy sinh cắm mắt bãi chim để ý nhất là đoán được cái vòng rừng đầu tiên cây niền. Anh ta sẽ biết là khởi đầu của cây niền là khởi đầu ở cánh trên hướng xuống cánh dưới, và hy sinh cái lượng máu như là khả năng trao đổi chiêu thức với Chô Vi ở khu đường giữa. Nhưng đây là tình huống mà tôi nói ở cấm và chọn, tức là Kyohu sẽ phải gây áp lực tối đa trước con Huey của Chô Vi ở trước cấp độ 3. Anh ta đang muốn làm điều đó với những tình huống lướt thảm lửa Valkyrie và đánh tay liên tục với súng máy. Rất đau nha, Chovy đang bị mất đi một lượng máu tương đối lớn sau khi cấp độ 2 có trước dành cho Kyohu. Còn đường trên thì ở cấp độ 1, Pay đã di chuyển cắm một con mắt ở bụi cỏ, và điều đó khiến cho Rascal là người mất máu rất là nhiều nha. Bụi cỏ đó có tầm nhìn của Kin nên là Rascal không đứng trong đó để có thể tránh những pha cấu rỉa được. Ở đường trên hiện tại đang là đường đẩy dành cho bên phía của Gen.G. Nhưng rõ ràng với cái vòng rừng thì đang có một chút sự khác biệt, bắt buộc cho Spongy ván này phải đánh vòng rừng trái cánh. Nếu đánh vòng rừng cùng cánh thì anh ta rất khó kiểm soát cua. Chính xác là như vậy rồi, cái tốc độ dọn rừng đến từ con Nidalee của cây niền càng ngày nó càng sẽ càng nhanh hơn so với Talia của Spongy. Nó sẽ khiến cho cái áp lực, đặc biệt là những cái áp lực đi đường đến từ bên phía của Gen.G Esports nữa, nó sẽ khiến cho cái khả năng kiểm soát rừng đến từ Spongy nó sẽ rất là khó. Để cho Nidalee vượt lên ở kèo đấu rừng này nó cũng sẽ là một cái điểm rất là nguy hiểm dành cho đội hình bên phía của DX. Sẽ setup liên tục với Huey, với Nidalee để cấu rỉa tầm xa trước thềm giao tranh mà thôi. Nếu mà cây niền đạt được cho mình những cái ngưỡng sức mạnh từ sớm ở trong giai đoạn đầu mà anh ta có được lợi thế trước con Talia của đối thủ. Chovy vẫn đang gặp khó, ít nhất là Kyohu vẫn đang có được cái áp lực súng máy lướt thảm lửa và đẩy đường nhanh hơn so với lại đường giữa của Gen.G Esports. Đây là điều mà anh ta phải làm, như tôi đã đề cập ở giai đoạn cấm và chọn, để có thể hạn chế cái khả năng đẩy và hỗ trợ hai cánh đến từ Chovy. Vâng, và chênh lệch đường giữa mặc dù đang là khoảng chừng 5 chỉ số farm, nhưng có kiểu Kyohu cũng rất là cẩn thận nha. Anh ta bắt buộc phải lên rất là nhiều kháng phép khi cả Nidalee và cả Huey đều có rất nhiều sát thương phép, và cua trên đã có rồi. Tầm nhìn cũng có dành cho Spongy, anh ta lách được thành công tình huống phóng lao của Kennen và rút lui thành công. Kennen hơi mất thời gian một chút khi anh ta quyết định là không ăn cua dưới mà lên để kiểm soát cua trên chung với Spongy, và điều đó đang khiến cho Kennen bị chậm cái nhịp dừng của anh ta ở vòng dừng đầu. Anh ta định là gọi là ăn hai cua luôn với cái áp lực di chuyển lên trên farm nhanh hơn, nhưng mà bởi vì cái vòng rừng đến từ Spongy là vòng rừng đánh lên trên, anh ta sẽ là người ra cua trước so với lại pha di chuyển từ cánh dưới lên trên đến từ cây niền.
và nó khiến cho đúng là cái nền đang bị hơi chậm một chút ở những cái tình huống di chuyển đầu tiên của anh ta, nhưng nó cũng không là nhiều. Bởi vì cái tốc độ dọn rừng đến từ con Nidalee của Kenyan nó vẫn quá nhanh. Anh ta vẫn bấm bê về nhà, vẫn có được cho mình cái trò tàn để hướng lên cho mình mặt nạ bên phía bên kia. Cũng là tương tự như vậy đến từ Spongy. Chúng ta vẫn chưa thấy những cái lợi thế ở trong vai trò đi rừng quá nhiều đến từ người chơi đi rừng của Gen Z Esports. Mà chỉ đang thấy rằng những cái lợi thế ở khu vực đứng trên. Và phần nào đó là cánh dưới khi Lehen vẫn đang farm tốt hơn so với Teddy ở bên phía kia. Teddy vừa về nhà và bổ sung thêm một cái lưỡi hái. Một ván đấu mà xác định đến từ bên phía của DX chắc là đánh chậm rồi. Đình của họ thì có hai xạ thủ và cho phép họ đánh về giai đoạn nửa sau ván đấu với những xạ thủ cần thời gian như là Kai'Sa và những chống chịu tuyến đầu như là Malphite cũng rất là cần thời gian để có thêm cái lượng trang bị. Và kèo đấu khu vực đường trên thực sự đang là một kèo đấu khó khăn dành cho Rascal. Anh ta phải dùng năng lượng của mình để xử lý những con lính từ xa và điều đó khiến cho anh ta cũng chưa cấu rỉa được nhiều con Kennen của Kin. Vòng rừng thứ hai lên khu vực cánh trên của Spongy, và liệu rằng ở tại thời điểm đó thì đã có đủ cấp độ 6 dành cho Rascal để anh ta thực hiện một pha không thể cản phá hay chưa? Trên ngưỡng máu này là phải về rồi. Rất khó chịu với kiếm Doran và cái tốc độ đẩy đường với một con Kennen cộng 3 điểm W ở cấp độ 5 nó giúp cho Kin vừa đẩy nhanh hơn và cấu máu khó chịu hơn. Nhìn năng lượng với máu của Rascal bên phía bên kia thì anh ta còn không có Bích Quy nữa cơ. Điểm nhánh phụ của anh ta là điểm nhánh kiên định và nó không có cái Bích Quy giao hàng để anh ta hồi lại năng lượng nữa. Ít nhất là nó có Spongy hỗ trợ. Sẽ hít được kinh nghiệm ở ba con lính cánh xa mà thôi chứ không farm được với cái khả năng cấu rỉa là phải nói là quá khó chịu đến từ con Kennen của Kin. 42 so với 29 chỉ số farm và Rascal vừa có được cho mình cấp độ 6. Cùng thời điểm đó thì Spongy cũng có mặt tại cánh trên. Nhưng Rascal ở trạng thái năng lượng quá thấp và anh ta không thể hỗ trợ được khả năng gank. Quyết định tới từ Spongy đó là di chuyển ra khu vực sông trên để kiểm soát tầm nhìn. Còn ở khu vực đứng dưới thì vẫn đang là một kèo đấu thi farm đến từ cả hai bên mà thôi. Và đứng trên tầm nhìn tới từ Spongy và liệu rằng Chovy có đưa ra một cú chiêu cuối chuẩn chỉ hay không. Phóng lao thành công tới từ Kennen. Chovy đang vào vị trí nhưng anh ta chưa đưa ra được cú chiêu cuối của mình. Cú hoảng sợ của Chovy cũng đã trượt và Spongy vẫn đang tiếp tục phải rút lui trước sự tấn công đến từ Kennen. Giáo Kennen cũng đã hụt rồi. Tình huống của Chovy diễn khá là sâu. Chovy đánh lừa rằng là anh ta không có mắt trong bụi, anh ta di chuyển vào gần cái bụi. Sau đó là Kennen vòng sau nhưng cuối cùng thì cái pha gây hiệu ứng đến từ Chovy nó không thành công và khiến cho Spongy đơn giản đi bộ về thôi. Pha trả đam ngược trở lại đến từ bộ đội về phía Gen Z Sport nhưng Lehen hết năng lượng rồi. Vậy vẫn cố gắng với theo một hit đánh và anh ta cần phải rút lui ngay lập tức khi mà Pleta đã hồi chiêu. Kennen đang kiểm soát cho mình lừa sâu không đầu tiên với việc là anh ta đã ăn được một con rồi. Rascal dính dao rất đau và mất máu quá nhiều đến từ bộ đội bên phía của DX và họ dính một bão sấm sét giật chúng hai người. Kim tiếp tục có được cho mình một tình huống tấn công nữa và đó là ngọn giáo thành công đến từ Kennen với hai mạng dành cho Gen Z, có thể là mạng thứ ba khi Kyo bắt buộc phải bất tốc biến. Kim bật cho mình tốc độ sấm sét lao theo và một cú quy của anh ta chuẩn xác là có điểm hạ gục nhưng không, cú quy của anh ta hụt và chỉ có hai mạng và ba sâu lượt một dành cho Gen Z mà thôi. Đó là một tình huống tranh chấp sâu đến từ cả hai người chơi đi rừng và rõ ràng là Kennen là người lời máu hơn trông thấy so với Spongy. Spongy đã bị mất máu quá nhiều sau những tình huống cu cưa cùng với Kennen đây. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tình huống này. Người chơi đi rừng của DX đã bị mất đi con sâu 1 và sâu 1 đã hồi lại lượng máu tương đối lớn dành cho Kennen. Sau đó thì quang địa chấn cũng trượt tới từ Spongy. Con Malphite không thể cản phá vào, chắc chắn sẽ bị tốc biến né đi mà thôi. Đó là một pha phóng lao xuyên qua những con sâu nhỏ tới từ Kennen. Và sau đó thì Kennen tiếp luôn tiếp cận với thêm một pha giật xét từ xa đến từ Chovy nữa. Ôi ui, đó là ba ngọn giáo chuẩn xác liên tục đến từ Kennen. Tốc biến của Rascal. Anh ta còn khiến cho cái lượng sát thương đến từ mũi giáo vừa rồi nó còn nhiều hơn nữa với cú tốc biến để nối dài cái tầm của nó ra. Rất đen đủi dành cho Rascal khi anh ta tốc biến vào thẳng cái hitbox gần như là tầm tối đa của Kennen. Và đó là hai mạng cùng với ba sâu cho Genji. Đây là lý do tại sao chúng ta nói rằng là con Nidalee của Kennen là sự khác biệt. Nhưng mà nói rất nhiều lần với các bạn rằng là Nidalee có hiệu quả hay không là những ngọn giáo nó có chuẩn xác hay không. Thì Kennen vừa chứng minh với ba ngọn giáo liên tục chuẩn xác, anh ta đem lại cho mình một điểm hạ gục, một hỗ trợ với mạng dành cho Kim và thêm vào đó nữa là ba con sâu không lượt một. Quá áp đảo đến từ người trên rừng bên phía Gen Z và tiếp tục là tình huống di chuyển lên cánh trên khi con Malphite này không có không thể cản phá, không có tốc biến, dính giáo sau một tình huống giật choáng đến từ Kim và mạng dành cho người trên rừng bên phía của Gen Z. Vẫn là Kennen, vẫn là người chơi đi rừng của Gen Z với con Nidalee chứ danh của mình. Và vừa rồi đó là một pha kết hợp tấn công đến từ cặp đôi Kennen và Kin vô cùng hiệu quả. Cú choáng tới từ Kin, cú phóng lao đến từ Kennen nó chẳng có lý do gì để trượt cả. Và một Malphite không có không thể cản phá, không có tốc biến đã phải nằm xuống tức tưởi. Tung chiêu cuối tới từ Kin để reset đợt lính và ngay lập tức đó là một pha phát đầu tấn công tới từ Spongy. Quang địa chấn của anh ta thành công, phi thạch của anh ta cũng có sát thương nhưng liệu rằng nó có đủ để kết liễu Kin hay không. Đây, phi thạch trượt đánh tay với hai bùa thì đó là mạng dành cho người chơi đi rừng bên phía của DX. Rồi, một pha gỡ mạng đến từ vị trí của Spongy và cố gắng di sát được lính nhưng nỗ lực đến từ Kin nó không giúp cho anh ta giữ được tính mạng. Nhưng mà Kyoho đi đâu này? Kyoho không tốc biến, quyết định của anh ta là thôi. Tấn công vào Faye nhưng
đó là bốn người bên phía của JLG Sport và Killing Spree dành cho con Nidalee trong tay của Trang Kình. 9 phút và anh ta xách ra một cái mặt nạ thì tôi cũng không biết là kháng phép đâu ra từ DX để có thể chống lại cái lực sát thương này của Cannon nữa. Và KO không có tốc biến, anh ta bị khép góc từ đường giữa xuống tận đường dưới. Nhưng khi anh ta cầu cứu cặp đôi Teddy cùng với Bretta thì rõ ràng bộ đôi đường dưới của DX, thậm chí trong pha vừa rồi, họ có một pha 2v2 thua trông thấy. Và rõ ràng là cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của Gen.G là những người di chuyển ra được trong pha vừa rồi. Ngay lập tức đường giữa của DX lên bảng điểm số với mạng thứ 3 dành cho Cannon. Chúng ta hãy cùng nhìn lại pha này, một pha mà KO đang có định di chuyển để kiểm soát sông dưới cùng với cái hạt mầm. Thì anh ta bị khép góc hoàn toàn bởi 4 thành viên bên phía của Gen.G. Và đây là mạng thứ 3 dành cho Nidalee của Cannon. 3 mạng 1 hỗ trợ, 3 sâu 1 dọc. 10 điểm không có nhưng với con Nidalee, con báo trong tay của Giang Kinh. Và đây sẽ làm tình huống di chuyển xuống cánh dưới đến từ bộ đôi của DIX. Mục tiêu tấn công là Mpay đi lạc rồi, mạng có được nhường dành cho Teddy hay không? Đây, Mpay tốc biến dưới chân nhường. Chủ. Và làm gì có mạng mà nhường, đúng như Tùng nói. Không có mạng thứ hai dành cho bên phía của DIX, mặc dù là họ cũng đã đầu tư tốc biến của Pleata. Thêm vào đó nữa là một cái bản năng sát thủ đến từ vị trí của Teddy, nhưng cũng không thể bắt được Mpay. Vậy vẫn xử lý đủ tỉnh táo với hai phép bổ trợ của mình, và anh ta thậm chí đầu tư luôn cú chiêu cuối để giữ chân Teddy lại thêm một nhịp nữa. Lúc này thì Lehen đã trở lại khu vực đường dưới với lượng kháng phép là tương đối rồi. Còn khu vực đường trên, con Cannon AD của Kin rất an toàn trong việc lên một cái giày thủy ngân sớm. Và sau đó thì anh ta đang liên tục có được khả năng đẩy đường, khai thác thiên trụ với lượng sát thương tay nhiều của một con Cannon. Nidalee của Cannon lại tiếp tục lên khu vực bãi người đá của DX để phạm có thể quá. Vừa out farm vừa có thể tìm kiếm cơ hội tấn công vào con Malphite của Rascal. Tức là anh ta farm quá nhanh, anh ta lên mặt nạ sớm, out đồ so với thời gian, và quái rừng thì nằm xuống rất nhanh với những cái lưỡi giáo kết hợp với là những tình huống đặt cho mình bẫy đến từ cây niền. Nó khiến cho cái tốc độ farm của cây niền nó đang quá nhanh. Ta nhìn 95 chỉ số quái vật rừng, mặc dù Talia cũng là một con bài AP farm cực kỳ ấn tượng với combo quang địa chấn kết hợp với tấm thảm bất ổn, nhưng mà nó cũng không thể nào mà so sánh được với một con Nidalee đã xong mặt nạ đến từ vị trí của cây niền. Đây là xong mặt nạ từ phút thứ 9 nha, tức là 2 phút rồi anh ta chưa mua đồ ạ. Rồi Kin dính không thể cản phá, ăn quang địa chấn, bị đẩy về, nhưng có được cho mình tình huống giày thủy ngân, chính xác là giày thủy ngân để có thể có kháng phép và không nằm xuống đến từ Kin. Tiếp tục giật choáng, cuối cùng đã nằm xuống, nhưng tiếp tục là mạng dành cho vị trí của cây niền. Wow. Với cú double kill và mạng thứ 5 dành cho con Nidalee này. Đúng là điểm 10 không có nhưng luôn. 501 KDA, 100% KP dành cho Cannon ở trong ván thi đấu này với một Nidalee siêu xanh, và anh ta có lẽ đang ôm một lượng tiền rất lớn. Lần về nhà tiếp theo tôi không biết anh ta sẽ xách ra tới cái gì. Và tất nhiên là với tình huống giao tranh 2v2 thành công dành cho bên phía của Gen.G, họ sẽ có được sâu lượt 2. Một ván đấu sẽ là 6 sâu dành cho Nidalee của Cannon. Cộng thêm đó là một con rồng nguyên tố cánh dưới, và thêm cả đó là một lượng sát thương mà anh ta thể mang ra là vô cùng khủng khiếp. Anh ta lên cái mặt nạ từ phút thứ 9 đúng không ạ? Tức là sau 2 mạng vừa rồi, tôi đang nghĩ là anh ta đang cầm khoảng tầm 3.000 tiền. Tầm đó 2.500, đầu đó 2.600 thì đó đến từ vị trí cây niền. Đây, anh ta hoàn thành đồ chúng ta sẽ biết. Một giày thủy ngân, thêm vào đó là một cái máy chuyển pha và thêm một mắt kiểm soát nữa dành cho người trên đường rừng bên phía của Gen.G Sport. Cực kỳ khủng khiếp cái lượng đồ mà cây niền đang sở hữu với Kin ở đây là 501, pha 103 chỉ số quái vật rừng. Và chúng ta cùng nhìn lại pha có thể gọi là phản công đến từ bên phía của Gen.G. Ý đồ tấn công của họ là có, nhưng trong bụi có Spongy. Mặc dù có giày thủy ngân có thể giải hiệu ứng được, cũng như là có kháng phép, nhưng Kin vẫn nằm xuống. Bù lại thì lại tiếp tục là con Nidalee trong tay của cây niền với cú double kill. Có mặt rất đúng lúc đúng chỗ đến từ Cannon và thực hiện một pha phản công thành công. Đó là một pha di chuyển mà bộ đôi Spongy cùng Rascal có định khai thác một Cannon không tốc biến của Kin. Họ đã thành công trong việc lấy cái mạng của Kin, nhưng cũng đã phải trả giá với hai mạng ngược trở lại dành cho Nidalee của Cannon. Và lúc này khi đã có sâu lượt 2 khu cánh trên, Cannon nhanh chóng di chuyển xuống cánh dưới để kiểm soát dòng nguyên tố thứ hai. Và với lượng trang bị hiện tại, anh ta có thể lấy đi của đối phương ít nhất là khoảng chừng 1/3 cho tới thậm chí là nửa cây máu nếu như có những tình huống phóng quy ở tầm tối đa. 1/3 cây là Pleta, nửa cây là tất cả các thành viên còn lại ngoại trừ Rascal. Teddy, Kyoho hay là Spongy tầm này ăn một giáo là nửa cây, không nói nhiều. Chắc chắn rồi, một con Nidalee quá sức khủng khiếp dành cho người chơi đi rừng bên phía của Gen.G Sport. Tất cả những cái mục tiêu lớn, thậm chí là những cái bãi quái vật rừng đến từ Spongy, nếu anh ta không farm nhanh là nó sẽ thuộc về cây niền đó. Nếu như mà để cho cây niền phát hiện được ra cái vòng rừng và cái vị trí đứng của Spongy thì tất cả những cái bãi quái vật rừng ở cái hướng ngược lại cũng đều hoàn toàn thuộc về người chơi đi rừng của Gen.G Sport mà thôi. Cánh dưới của Gen.G Sport, đây đúng là cái lối chơi thường thấy đến từ Gen.G khi mà họ pick Senna, tức là cánh dưới của họ sẽ đánh an toàn. Và để cho con Nautilus hoặc là con Senna của Pay di chuyển hỗ trợ cho cây niền với những tình huống xâm lăng liên tục. Đây, chúng ta cũng nhìn pha xâm lăng này đến từ vị trí của cây niền, anh ta vào cướp bồ đỏ. Và tôi nghĩ rằng ba bãi cánh trên rất nhanh thôi, nếu như Spongy không tới kịp, nó sẽ thuộc về người chơi đi rừng của Gen.G Sport. Đã có con bùa đỏ dành cho Cannon, và thậm chí anh ta đang tìm kiếm cơ hội để solo kill được người chơi đi rừng đối phương tại bãi chim trang không. Anh ta quyết định dừng lại ở một pha trừng phạt
lấy đi con chim kỳ biến dị to đứng dưới thì Fleta vòng ra được phía sau bộ đôi đứng dưới của Genji. Nhưng liệu rằng Spongy có xuống kịp với cái mặt đất dậy sóng của mình hay không đây? Cái cánh ta xuống kịp thì đợt lính cũng đã được giải quyết rất nhanh với cá tràng hắc quang của Lệ Hèn rồi. Cánh trên sứ giả đã được kiểm soát bởi Cannon. Và liệu rằng cánh dưới có một cơ hội nào để DX có thể kiểm soát con rồng nguyên tố thứ hai hay không đây? Mới phút thứ 15 thôi chúng ta đã thấy tiền thưởng mục tiêu hiện lên với các thành viên của Genji Sports rồi. Tức là DX đang có những cái mục tiêu mà họ có thể ăn được với một lượng tiền bonus và đang bị dẫn khá là nhiều bởi Genji Sports ở trước phút thứ 15. Tiếp tục là một mục tiêu lớn trên bản đồ nữa, 6 sâu, 1 rồng, 1 sứ giả. Chiu Chiu Canyon, anh ta kiểm soát một cách tuyệt vời, thậm chí là di chuyển lên cánh trên, thả con sứ giả dành cho Kim chứ không phải là đường giữa cho Chovy. Và tôi không biết là ván này thì Spongy đã farm được bao nhiêu bãi người đá rồi. Cảm giác là cứ có cái là Canyon di chuyển vào mà thôi. Thậm chí là trụ một đường trên thuộc về bên phía Genji mà họ không cần tới con sứ giả, họ húc thẳng con sứ giả vào khu vực trụ 2. Và một mình có Malphite của Rascal quá khó để có thể phòng ngự, thậm chí là trụ không còn, Malphite của Rascal cũng mất tới nửa cây. Cannon tự tin lao lên đấm một lúc hai chống chịu đối phương và sau đó thì tốc biến đến Rascal để bỏ chạy thay vì dùng không thể cản phá. Mũi lao tiếp tục thành công tới từ Nidalee của Cannon. Gãi đầu rồi, Fleta gãi đầu rồi, anh ta cũng không biết là vì là phải làm thế nào để ngăn cản Canyon. Canyon có tính hook sứ giả ra đứng giữa và anh ta gặp nguy hiểm rồi. Canyon còn cho mình tốc biến hay không? Canyon không có tốc biến và Rascal tele ra định bắt Canyon thì gặp nguyên ba người bên phía của Genji phải không thể cản phá rút lui. Và giờ một con Malphite không có không thể cản phá thì làm được gì đây? Không có tốc biến nữa, dịch chuyển cũng không luôn. Kiho sẽ cố gắng gỡ chủ ở cánh dưới nhưng trong khoảng thời gian đó thì Genji Sport đang muốn tiếp tục đẩy ở khu vực đứng giữa. Ngay ra trong tay của Teddy bắt buộc phải di chuyển ra khu vực ra khỏi khu vực đứng giữa để có thể tránh nguy hiểm. Trong khi đó thì Kim tê lên xuống cánh dưới nhưng vẫn có chủ với tiền thưởng mục tiêu dành cho Kiều Hồ. Một pha dịch chuyển đến từ Rascal với không thể cản phá nhưng anh ta nhận ra mình mới là người bị tấn công và lại phải dùng chiêu cuối để bỏ chạy. Kim nhắm tôi. Những cú chiêu cuối trong ván đấu này của Rascal toàn dùng để có thể bỏ chạy mà thôi, được mỗi một lần tấn công để lấy mạng của Kim và sau đó thì khu vực đứng giữa với 6 sâu và sát thương lên trụ của Senna và Nautilus. Genji dễ dàng có được trụ thứ ba của mình ở trong ván đấu này. Sau đó thì họ đang di chuyển đội hình của mình xuống khu vực cánh dưới bản đồ. DX đã có được một trụ tiền thưởng mục tiêu, một rồng nguyên tố. Nhưng cách biệt về tiền lúc này đã là con số quá lớn rồi. Không phải kiếm tay ương đến từ vị trí của Canyon mà nó là một cái kính nhắm ma pháp. Anh ta đang thấy rằng là những cái cú quy của anh ta đang chuẩn quá. Nếu có kính nhắm thì nó sẽ càng tuyệt vời hơn với cái lượng sát thương mà người trên đi rừng bên phía của Genji Sport có thể tạo ra. Tiếp tục là một trụ nữa, bốn trụ ngoài đến từ bên phía của DX đã bị áo dỡ bởi Genji rồi và họ đang đi di chuyển vào rừng đối phương như trong nhà của mình vậy. Và đó là một pha Fleta dính giáo, phải tốc biến rút lui nhưng tiếp tục là ngọn giáo như là có gắn nằm trầm vậy. Và Canyon với mạng, chính xác hơn là mạng vừa rồi dành cho Chovy ở đường giữa và một điểm hỗ trợ dành cho người chơi đi rừng bên phía của Genji. Đó là một tình huống quăng địa chấn nhưng Nautilus của Lê Hèn lại vẫn có thể móc mỏ neo vào tường và rút lui thành công với nửa cây máu của mình. Và rõ ràng là DX đang không biết phải làm gì ở khoảng thời gian giữa trận khi họ đang liên tục bị quay bởi bên phía Genji. Quăng địa chấn trượt tới từ Spongy. U2 đường giữa đang nằm trong giờ tấn công với 6 sâu. Chiêu cuối được mở tới từ Spongy, họ muốn tấn công Chovy nhưng Chovy còn tốc biến. Và sau đó thì không thể cản phá. Nó nhắm tới Chovy, Chovy tốc biến phản xạ vẫn kịp và người đang bị kẹt lại đó là Rascal dính móc mỏ neo dính thủy lôi tầm nhiệt. Và sau đó anh ta dính cả vòng xoáy tuyệt vọng, rất tuyệt vọng cho Rascal trong việc rút lui nhưng Lê Hèn cũng đã phải trả mạng. Teddy còn máu rất ít và anh ta thoát khỏi cú sấm sét hủy diệt của Chovy để rút lui. Rồi, liên tục là kỹ năng bùng vào đến từ bên phía Genji nhưng họ hình như đã hết chiều rồi mà năng lượng cũng không còn quá nhiều đến từ vị trí Canyon để phóng lao nữa. Nhưng mũi lao thực sự là tử thần đến từ Canyon nhưng vừa rồi là một cái tốc độ phản xạ rất tốt đến từ Chovy với con huầy của mình. Tốc biến nhé, không thể cản phá, quay trở lại trả vòng xoáy tuyệt vọng và cùng với đồng đội hạ gục thành công Malphite trong tay của Rascal. Một lựa chọn mà nó cũng không phát huy được quá nhiều những tác dụng đến từ anh cổ bên phía bên kia. Rất khó nha. Tức là Rascal anh ta chỉ có thể nhìn thấy Chovy ở cái tình huống đó mà thôi. Chovy tự nguyện đứng thân, đưa thân mình ra để có thể bết cái không thể cản phá. Đơn giản là nhấn cho mình tốc biến để có thể bỏ chạy mà thôi. Tốc độ phản xạ là tốt đến từ Chovy. Và mạng thứ 8 dành cho bên phía của Genji Sport. Trong khi đó thì là mạng thứ 3 gỡ gạc dành cho DIS với tính mạng của Lê Hèn. Tôi nhớ không lầm ở đầu tuần là Rascal có dùng Malphite đánh với C1 á. Thì ván đó nó kết thúc tầm hai mấy phút và KD của anh ta là 0-0-0. Ngày hôm nay là 1-4-1 luôn rồi, anh ta nằm xuống liên tục và liên tục phải có những cú chiêu cuối bỏ chạy. Cho tới khi anh ta dùng nó để tấn công thì lại bị tốc biến né đi bởi Chovy. Chovy khước từ cú không thể cản phá vừa rồi của Rascal và khiến cho đường trên của DX nằm xuống lần thứ 4 trong ván đấu này. Những chủ lực bên phía của DX chưa có nhiều về mặt trang bị để lấy sát thương tuyến sau. Trong khi hãy nhìn cặp đôi mid rừng bên phía của Genji lúc này, mỗi người hai đồ lớn, họ cấu gì à? Thì DX lấy cái gì ra để có thể chống lại đây? Hai kính nhắm. Tôi hiểu vấn đề là Rascal anh ta phải đưa thân mình ra, anh ta phải mở nhanh với một con Malphite. Nhưng mà bởi vì là bên phía của Genji, thứ nhất là họ cấu máu tốt quá và thứ hai là họ giữ cự ly đội hình rất là tốt.
tức là họ không đứng chụm lại để không thể cản phá chúng nhiều người, hoặc là Leona của Plata băng vào với Thái Dương Hạ San và Thiên Đỉnh Kiếm. Thì đó là cái yếu tố mà khiến cho DX rất là khó khăn. Họ đứng một thôi một hồi là Gen Z cấu máu là họ cũng hết máu chơi, mà họ không mở thì họ thua, mà họ mở vào thì họ cũng không đủ sát thương nữa. SD vẫn đang rất là yếu với một con Kai'Sa mới chỉ hoàn thành xong cho mình một cái giao điện, và đang là những cái mảnh lỡ cỡ của cuồng đao Huy Sổ ở đồ 2 mà thôi. Anh ta mới chỉ nâng cấp được cho mình một chiêu với cơn mưa Katia, không đủ sức để có thể gồng gánh lực sát thương hiện tại mà DX đang thiếu hụt. Rồi, có đồ 2 dành cho Teddy, liệu có một cái nguồn sáng nào dành cho DX ở ván đấu này hay không? Tôi nghĩ là hơi khó rồi, lượng tiền bây giờ nó sắp sửa lên đến ngưỡng là 7.000 dành cho Gen Z ở trước phút thứ 20. Vâng, và mặc dù là chủ lực bên phía DX bắt đầu có lượng trang bị, nhưng chống chịu tuyến đầu của họ có vẻ là hơi mỏng. Rasko không thể cản phá, Kai'Sa Teddy bơi thẳng vào những phía sau. Kid có quá đông thành viên của Gen Z. Teddy nằm xuống chung với Rasko trong một nỗ lực để hạ gục cannon của Kid. Double kill cho Kid. Sao nghe gì dễ đấy nhở? Không, tình huống của Gen Z họ bết luôn. Họ bết luôn. Sầu ác. Kid diễn để cho không thể cản phá vào người. Và ngay khi cái không thể cản phá vào, hai cái heal, hai cái hồi máu của cây tiền và pay vào người của Kid. Và với giày thủy ngân, với đao tím, anh ta đủ sức sinh tồn với lực sát thương phần lớn là sát thương phép thuật đến từ bên phía của DS. Bộ đôi của DS nằm xuống rất nhanh và tiếp tục là mạng dành cho bên phía của Gen Z. Họ đang muốn end game à? Họ đang muốn end game phút thứ 20. Bóc bỏ neo thành công, thủ lưới tầm nhiệt đẩy vào Pleta ngay lập tức bốc hơi, nhưng Lehen khả năng cao là cũng đi rồi. Chủ bắn Lehen quá nhiều, nhưng vòng xoáy tuyệt vọng, quá tuyệt vọng dành cho Spongy cũng như là DX ở ván đấu này. Một trụ bảo vệ nhà chính đã có dành cho bên phía của Gen Z Esports. Họ đang muốn phá kỷ lục của T1 với ván đấu kết thúc nhanh nhất. Kenyan lao thẳng vào cú tốc biến hạ cũng thành công, kia hố tiếp tục là mao phải trong tay của anh cô nằm xuống, và Teddy cũng đi theo luôn với chiến thắng ở phút thứ 21 dành cho Gen Z Esports. Một chiến thắng hủy diệt của nhà đương kim vô địch giải đấu dành cho DX sau chỉ 20 phút hơn mà thôi. Họ đã chính thức phá kỷ lục mùa này của T1 khi mà có được chiến thắng nhanh nhất của mùa giải sau chỉ 20 phút và khoảng chừng 40 giây. Và nạn nhân quen thuộc là DX. Vẫn là con Malphite của Rasko. Và vẫn là một ván đấu chỉ 20-21 phút. Ván trước thì họ thua T1 ở phút thứ 21 thì phải. Ván này thì cũng tầm đó đến từ Gen Z. Hình như phá được kỷ lục rồi đúng không tôi? Phá được kỷ lục rồi. Đã phá được kỷ lục đến từ Gen Z Esports. Và đây là ván thắng nhanh nhất tính tới thời điểm hiện tại của FCK mùa hè năm 2024. Một ván đấu quá hủy diệt đến từ Gen Z Esports. Họ chơi tốt ở cả 5 vị trí và không cho DX bất cứ một cơ hội nào cả. Không biết là có một cái thay đổi gì đến từ DX ở ván thi đấu thứ 2 không, nhưng mà chúng tôi sẽ quay trở lại các bạn trong một ít phút giây nữa thôi.